Đức Phật nói đời cùng tu gấp điệp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non đó, hay là chừng núi cấm lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ văn ôi, tu hành ắt được thảnh thơi lợi được xem được ngọc được trời chiều mai đó. Thì đời cùng là gì? Là Đức Thầy nói đó, là hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can đó. Anh ta Đức Thầy nói cái đời hạ nguyên này là đời sắp hết, phải ra tu đặng cái đặng lọc lừa mới hiểu đặng vàng thao hiền còn giữ mắt chớ phiền phạt tiên. Hay là ông Ba Thới nói sàn dưới sẻ lúa thì ra lúa, đồ bợn dơ cặn bã chẳng còn hồn nào còn lại trên sàn là chỉ tin. Còn Đức Thầy chúng ta nói các chư Phật từ đây lựa tiễn, coi ai là đức hạnh hiền từ, coi trong thí dụ như cái tỉnh An Giang này được bao nhiêu thí sinh hiền từ, mà ông nói gian tà hồn sát cũng tiêu, phải không? Thành ra nếu mình tu ngon lành sống theo cái khuôn vàng thước ngọc của Đức Thầy thì sau này ngày Thầy trở lên mình có mặt, hay là Long Hoa có mặt, ấy là hiền nhân chắc ăn là Long Hoa mình có mặt. Còn nếu mình chọn lành chọn sáng thì về thẳng nơi cõi Tây Phương an dưỡng nghỉ ngơi rồi học đạo hoàn toàn trở lại cứu vớt chúng sanh, đó là cái trình độ người chọn lành chọn sáng. Còn người nào sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần, hay là phước nhiều tiên cảnh lên đài, tùy theo cái ngôi cái vị mà Đức Thầy nói phân ngôi gây thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, cũng như cái nhà thì cũng như trong nước là có vua có quan có văn, nếu mà không có văn vua dễ ai. Thành ra cái đời Long Hoa trở lại là cái người đó hoàn toàn là cái người hiền mới còn. Còn cái người không hiền, không sống trong cái khuôn vàng đức ngọc tiếng ngọc của Đức Thầy là cái người đó không còn. Vì lọc lừa mà, sàng tới sảy lui mà, người nào thiệt hiền mới còn, gian tà hồn sát cũng tiêu. Đó thì nếu mà cái tâm tà gian tà ra thì không sớm không chiều, không chiều không sớm, có ngày nào cũng phải đi. Mà đi đi gì đâu, xa địa ngục uổng thân một kiếp, không ai thương mình đâu. Mà mình nên thương mình là phải ráng lo tu hành, chứ đừng gì thương vợ thương con mà không lo tu hành. Cái đó là cái thương, đó là cái thương thiệt thòi lớn. Mà thương cha thương mẹ vợ con, muốn cứu độ cửu quyền, thương người thân mình và thương tất cả chúng sanh đang lặn hụp trong miệng khổ, thì trước nhất mình phải nhắm cảnh nét bàn thẳng tới để có thể tế độ quần sanh. Còn mình thương cái cá nhân, mình thương nhỏ lẻ này, cái thương này Đức Thầy nói là các trò chỉ mê mang theo vật dụng cái gì nhỏ nhỏ gì tiểu ti eo hẹp, nó không có giá trị gì cả. Mà mình vì cái lợi nhỏ mình bỏ cái lợi biết bao nhiêu lớn. Mà trong cái bài thu đã cuối đó, Đức Thầy nó tu cho kẻ bạo khiêm nhường đẹp lòng cha mẹ, củ quyền đang chờ trong mình đó, thấy không? Củ quyền đang chờ trong con cháu trên này có tu hành, mà nạt nó trên này nó không có tu hành, nó danh lợi tình nó hơn thua, nó không rồi sao độ mình. Củ quyền đâu quẹt nước mắt mà cha mẹ đang rồi héo mặt héo mày luôn, mà biết nói nó đâu có nghe đâu. Thành ra lời Đức Thầy nói thì nó mình phải ráng nghe lời Thầy dạy, mà Đức Thầy nó phải ráng nghe lời của kẻ khùng điên. Phật tiên thánh hãy nên trọng kính, đó thì mình sẽ an nhàn liền. Còn nếu mà mình không gắng nghe lời của Đức Thầy đó, khi mạnh mình không thấy đâu, mà khi vô thường nó đến rồi, con mình cho mình bao nhiêu tiền không còn giá trị, mà mình đã có tu hành giờ đó Đức Thầy nó quý vô giá. Khổ buồn gầu lo sợ chẳng còn, cái khổ buồn gầu lo sợ chẳng còn, thì đồng tiền trên thế gian này bao nhiêu mua được cái đó quý vị bà con? Không bao giờ. Mà nếu muốn khổ buồn gầu lo sợ chẳng còn là bà con nên cố gắng trao thân dình đạo, và người ta giữ mình lành, người ta hung mình hiền. Còn mình tu á, mình đừng buộc bao giờ người ta phải như ý mình, mà mình vẫn sống hòa đồng tất cả mọi chúng sinh, không phân biệt nghèo giàu, không phân biệt sang trọng, không phân biệt gì hết. Cái tâm mình không còn nhân ngã. Mà Đức Thầy nó tâm chẳng tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Nếu mà còn phân nhân ngã là còn không thoát khỏi luân hồi. Thành ra mình không có phân nhân ngã, cái tâm mình bất động như thì sẽ thành công. Mà Đức Thầy nói là để tâm thần bất động như đó thì sẽ được quần lai diện mục, đó. Còn mình tu mà mình không lo tu, nay nói chuyện mẹ này mơi, nói chuyện ông kia, rồi chê người này, người bay người kia, đâu có thành công bà con. Thành ra Đức Thầy nói nếu lặng tâm mới tỏ ngộ đạo màu,
mình cái mình buộc cái tâm mình lại, đừng cho nó nghĩ buông cho nó nghĩ chuyện nòn, nghĩ chuyện này chuyện kia, đó là tạp niệm của tâm ma. Thành ra Đức Thầy biểu chúng ta bà con anh em phải cố gắng nằm đi đứng hay ngồi, phải gán lo niệm Phật, việc biến chuyển thuyên cơ gắt gấp, khuyên chúng sanh khuya sớm chiên càng, giật mình thức dậy là niệm Phật, quên thôi nhớ niệm Phật, quên thôi nhớ niệm Phật, chỉ sáu chữ Di Đà này mình thoát khổ thôi. Còn danh lợi tình biết bao nhiêu người giàu có quyền thế vua chúa rồi, có còn đâu không bà con, còn lại hai số không. Theo cái trình độ của mỗi chúng sanh căn cơ không có đồng, kẻ cao người thấp, mà tôi tin chắc rằng Đức Thầy nói đó hoàn toàn là nó sẽ y rang. Nhưng mà bà con nên cố gắng tu hành thì từ bà con sẽ thấy được cái hay hay đó. Nhưng Đức Thầy nói ai mà biết đặng ngày mai, thấy không đó, ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu, yêu cầu bà con gắng lo tu hành thì bà con sẽ thấy cái hay hay. Chứ bà con không lo tu hành mà nói tháng này đợi tới tháng kia khổ sở, cái chuyện đó khi nó không có rồi bà con sanh ra cái chán nản. Mà lời Đức Phật Đức Thầy nói là chắc ăn, là chuyện gì Đức Phật Đức Thầy nói cái có sớm muộn cũng có, mà không biết nó đến với chúng ta từ giờ phút nào thôi. Chứ tôi là người phàm, tôi đâu có biết được ngày mai, tôi chỉ đọc lại cái đoạn văn Đức Thầy và tin tưởng vô Thầy nói là chắc ăn. Và con cứ gán lo tu hành tinh tấn đi thì sẽ thành công. Còn tu hành mà không lo tu hành, cứ nay nói cái này mơ nói kia là không có đạt. Thành ra mình phải gán niệm Phật và ráng giữ giới luật minh nghiêm, thì cái điều đó là cái điều quý nhất trong cuộc đời mình. Người ta nóng, mình nguội, người ta hung, mình hiền, người ta nói xuyên xỏ, mình không xuyên xỏ, thấy không? Người ta hờn giận, mình không hờn giận, người ta chê bai, mình không chê bai, là chuyên lo niệm Phật sửa mình cho chơi thì mình không có dính mắc. Mà Đức Thầy nói là tu cho nhàn hạ tấm thân, con người không dính mắc gì là cái tâm nhàn hạ đó bà con, phải không? Còn con người hở giận, hở hở hờn, hở sân si, mà Đức Thầy nói sân si không có điều thiên bằng, nhẫn nhịn đó không chuyện kéo dài. Thí dụ hai vợ chồng, mà con vợ mình thí dụ nó trình độ thấp lỡ nói gì chặt thôi, tội nghiệp mới chấp bơ chi bơ khờ dại, thì gia đình rất hạnh phúc. Mà Đức Thầy nó tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, phải không? Thì cái đó rất là hạnh phúc. Bình tu vừa hạnh phúc gia đình mà vừa hạnh phúc người chung quanh, người ta nói rương theo, rồi xã hội cũng yên lặng, nó không có những sự hơn thua hiềm khích. Còn chỗ nào mà không có tu hơn thua, gia đình không yên rồi xã hội cũng không yên luôn, mất lo ngăn chặn đủ thứ, tệ nạn đủ thứ. Thành ra cái người tu có ích lợi cho xã hội và có ích lợi cho quê hương sớm chòm, không trộm cắp, không gian tham đó, thì thấy nhàn biết bao nhiêu nói, của ai nấy ở, của nấy ăn, không? Còn hơn thua mưu sĩ thế thằng phùng mang trợn mắt và quýnh lộn quýnh lợ rồi xô sát nhau làm rối trật tự xã hội, không lợi ích gì cả. Thành ra một người tu rồi có ích lợi cho xã hội dữ lắm, mà gia đình rất hạnh phúc, người ta có con muốn dựng vợ gả chồng, nói ông đó tu hành rồi tao thích rồi đó, không có cái gì bằng hết. Tao thấy cái chân thật của mình rồi ba bắt đầu tao thích rồi. Còn mình không có cái chân thật, dù mình có tiền bạc nhiêu, cái người không tu thì đến cho con người tu đối với người ta là không có nghĩa, không có nghĩa. Mà Đức Thầy nói là đạo hiểu rồi ngon tợ rỗi nem ti cõi thế lấm lem trần tục, đi cái thân ta trần tục lang thang lứ thứ, nhưng mà mình đã có cái tâm đạo rồi thì trong con người nó thoải mái mà nó nhẹ nhàng, không còn tưởng tượng, không có bị gì sự ràng buộc. Yêu cầu là gán lo niệm Phật thì quý quá chèn bà con ơi, đừng giải đãi mà đừng chần chờ. Nhưng mà giải đãi chần chờ rồi thì cái kiếp sống mình nó luống. Cũng như tôi nhắc lại cho bà con nghe, lúc hồi còn nhỏ đó mình cũng có cái duyên với Phật pháp, mới có 13 tuổi thôi. Mình thấy ông già mình bệnh mà gia đình mình tới 5 người con gái. Rồi cái ông già mình nói con ơi mày có mình anh trai hay mày gán đi học chứ, có mình ơi mày dốt khổ lắm, mà mình thấy mấy chị gái đều giữ bò, thôi ông ba ơi ông bệnh hoạn gì rồi, mấy chị gái giữ bò thấy cực khổ đó luôn, mà tôi lo thôi nghỉ mà không học ra giữ bò mới được, tiếp phụ gia đình chứ có cái tâm nào nó yên ổn học. Rồi 13 tuổi ra giữ bò lăn lộn tới 16 tuổi, là qua năm 17 tuổi mình phát tâm mình ăn tương.
Rồi qua năm 18 tuổi, năm 72 là ông già mình mắc chút thêm cái gánh nặng trong đầu mình. Mà nhờ có ăn cái, biết bà con ơi, nhờ có ăn cái mình hay lật giáo lý của thầy mình coi, rồi mình suy nghiệm, rồi mình coi qua cái kinh Phật nữa. Bổn phận trong con người phải làm gì trên kiếp sống, không lẽ mình ăn ngủ chỉ chờ cái chết đến như ba mình nữa sao? Phải không? Thành ra mình phải tìm kiếm cái chân tánh. Mà cái chân tánh của mình là Đức Thầy nói gì? Các chúng sanh đều có như ta, các chúng sanh đều có cái tánh Phật như ta. Bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Mình nói với lương tâm, mình ráng lo làm ăn, nhưng mà ráng lo tu hành, đâu có mã nào chết đói này cho tu, đừng cho thoát cái khổ này, thấy cái cảnh này nè. Dầu giàu có bao nhiêu mà cái bệnh cái chết này đối với mình không còn giá trị. Mà bây giờ mình phải ráng lo tu hành để tránh cái cảnh đáng tiếc này, nó sẽ không tha mình. Cũng như ba mình năm 6 tuổi, năm 1972, lúc đó mình 18 tuổi. Mà bây giờ mình đã 70 tuổi rồi, thì cái tuổi này như tuổi hút điểm rồi. Thấy không? Thành ra sống được ngày nào là nhắc nhở giáo lý của Phật, của Thầy cho quý bà con cố gắng nghe. Để nếu mà không tu rồi nó luống thời gian, nó uổng. Mà Đức Thầy nó trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Thấy không? Thành ra bà con phải cố gắng lo tu hành, đừng dễ đãi, đừng vì danh lợi mà Đức Thầy nó từ gài trần hạ vợ lợi danh trôi, xa lơi đạo đức khổ tâm à. Thấy không? Còn trẻ thì phải gắng lo làm ăn và ráng lo tu hành, nếu quẩn giúp đời. Còn tôi khuyên bà con, như bà con nào đã lớn tuổi rồi thì nên giao trách nhiệm cho con mình hết tất cả, đừng gìn giữ, để cho con mình nó gìn giữ, rồi mình những ngày còn lại trong cuộc đời mình ráng tu hành tinh tấn. Còn mình giữ gìn giữ là cái chuyện nhỏ, mà khi cái điểm yếu mình rồi đó, củ quyền đã quẹt nước mắt mình không rồi luôn. Rồi khi mình gìn giữ này, cái giờ cuối cùng của mình liên tiếp mắt lăn lộn trong cái cõi ta bà này, không giải thoát được. Mà Đức Thầy nói như thế này để tôi đọc cho bà con nghe. Bà con nên cố gắng dẹp lại danh, dẹp hết mong sầu, đặng trở lại với cha cùng Chúa đó. Nếu chẳng lo cũng như lá úa vàng nó rụng người ơi, rồi muôn năm mới có một đời, tới kỳ hiệp mặt Phật trời định phân đó. Thì bà con buông bỏ hết tất cả, mà dồn vào một tiếng niệm Phật rồi, thì mình được vừa cái thế giới an lạc rồi, thì không còn đồng tiền nào sánh kịp. Còn Đức Thầy nó còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thất tình lục dục phí biết bao nhiêu tâm cơ trí não phụng sự vào những sự ấy. Vì thế con người không thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, vì gì còn tưởng thương tưởng ghét. Thành ra cái thằng thước mình mất lăn lộn trong cái cõi này hoài, mà mình chấp nhận bỏ hết tất cả thì mình sẽ có tất cả. Còn mình giữ cuối cùng nó cũng mất đi tất cả rồi, linh hồn mình sẽ chìm đắm trong cái biển danh lợi tình. Còn mình bỏ hết tất cả, sau này mình sẽ rập cửa độ của quyền, và mình sẽ có tất cả, muốn gì có đấy. Còn bây giờ mình giữ cuối cùng nó giữ khỏi trong tay mình, mà mình không còn gì hết. Mà cái điểm mình yếu rồi sao cứu độ của quyền, mình hơn thua gì cái chuyện nhỏ, thắt thắt cái chuyện lớn. Rồi biết mình đã lăn lộn trong cái cõi ta bà này vô thủy tới giờ nó không thể tưởng tượng được. Mà bây giờ mình đã thấm nhuần cái giáo lý của Đức Thầy rồi, dẹp bỏ hết tất cả. Mà Đức Thầy nó dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu, đặng trở lại với cha cùng Chúa đó. Thì tôi mong quý bà con nên nghe lời của Đức Thầy. Còn bà con còn nhỏ ráng lo làm ăn, già ráng lo tu học. Bây giờ mình còn con cái nhỏ, vợ còn thơ, phải ráng lo làm ăn, già ráng lo tu hành. Còn mình lớn tuổi đừng nên gìn giữ. Nếu mình gìn giữ cái điểm yếu thì sao gì được. Đúng không? Là tự chỗ gìn giữ là thần thức mình đi không được. Mà Đức Thầy nói nữa, sao khó đứng khôn ngồi, người tu là người khôn, thương nhà tiếc của biết ngày nào ngu đi không được. Thấy không? Còn bây giờ mình sống rồi, mình là bước bốn thứ giúp đời rồi, thì cái giờ đó, yếu đuối đi mình biết cái thân này phải hoại rồi, mình đâu còn tiếc bà con. Thấy không? Rồi đâu tiếc, ta sống ta, của tôi giúp đời, tôi mong về cái thế gian lạc, thì cái giờ này đâu còn tiếc. Còn quý vị sống mà không biết làm phước, làm từ thiện, khi chết rồi lo gìn giữ đâu có đi được, lo giữ của. Thấy không? Từ cái giữ của này bị chói nè. Cũng như Đức Phật nói, ông này chồng đó mía hai ông đồ bạn tu, mà khi ông này ông chết ông về cái thế giới an lạc rồi, sao ông giờ ông thấy sao mà bạn mình chưa gì á, tới chừng ông quá tham, ông giờ ông thấy trong đó mía bạn mình thành con sâu, thì sâu đang ăn ngay trong cái mía, cái thần thức nó biến thành sâu. Còn mình tu hành mà lo gìn giữ hoài thì cái giờ đó mình đi đâu được, mình liếng tiếc nhà cửa vợ con không, muốn về Phật đâu được, bị gìn khoái cõi này quá. Còn mình mơ về cõi Phật rồi thì mình buông bỏ hết tất cả, thì mình sẽ về chứ có gì đâu.
Cái giờ ra đi mình đâu còn lý tiếc, bây giờ mình sống mình làm phước rồi. Cái giờ đó đâu tiếc, mày tao biết mày đến là mày là con giả, bữa tao chấp nhận tao bỏ trước. Yeah. Cái đến mình vậy thì mình phải ráng theo thầy, mà Đức thầy nó giỏi bước theo thầy nương, giỏi rót theo thầy nương Phật cảnh. Vui dày xem hội hội long qua tiên Phật đáo ta bà. Yeah. Lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chúng đi hà. Và lòng thầy chua xót ruột thầy đau. Nghe được lời khuyên tỉnh với nào, thành ra Đức thầy thương chúng sanh như một người cha thương con, để mà dạy dỗ chúng sanh đặng mà thoát cái cảnh là thoát cảnh tục trở về tiên, đặng thoát cái cảnh mê trở về bến giác. Vì thể hiện lòng từ bi Đức Phật thương xót tất cả chúng sanh, mà Đức thầy chúng ta nói thân khùng đêm vắng khóc thầm, tựa mình cũng nhớ giấc nằm nào ăn. Từ nay cách biệt xa ngàn là cái bài từ giả bổn đạo. Ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa. Tỉnh sai trong giấc mộng qua mơ màng, cũng tưởng như ta bên mình. Đức thầy đi vắng rồi, mà mình vì cái lòng thương thầy mến đạo, tưởng thầy tưởng tượng như thầy còn ở đây với mình. Mà Đức thầy nói tuy là hữu ảnh vô hình, nhà tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, Đức thầy không có hình tướng, mà Đức thầy có ảnh thầy. Nếu dân lòng tưởng sân trình đảo lai, Đức thầy xa vắng chúng ta, nhưng mà chúng ta là một cái người phàm phu đâu có thấy được. Nếu mà mình đã thành tâm mà Đức thầy nói như thế này, Đức thầy có xa vắng mình không quý vị bà con? Đức thầy nó hãy ráng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Thì quý bà con thấy Đức thầy nói vậy có xa vắng không? Mà lý do là chúng ta không nhất tâm tu hành, thành ra Đức thầy không gần gũi chúng ta thôi. Còn nếu mà chúng ta nhất tâm tu hành, hành y theo cái lời Đức thầy, Đức Phật, Đức thầy dạy, thì Đức thầy không khi nào bỏ một cái người con thương thầy mến đạo. Đức thầy lúc nào cũng là dòm ngó, mà không phải Đức thầy dòm ngó không, mà Đức thầy nói như thế này là làm đường ngay thẳng, có thằng độ cho, thằng độ cho thầy mới đến. Còn sư giảng Quán Khoai đó, niệm Phật thường thường có bốn thần linh thường thường bảo hộ bên mình một khoang. Nếu mà niệm Phật có chư thần hộ với có bốn thần linh hộ, là cái người đó tu như thế nào quý vị bà con? Quý bà con là phải giới lực và làm trong cái khuôn mẫu của lời Đức thầy dạy mới đạt đến mình đỉnh đó nghe, đỉnh đó nghe. Chứ còn cái mà tu là tu lừng chừng lỡ cỡ là không có đạt nha. Phải nhất tâm, mà Đức thầy nói nếu nhất tâm nào có mấy hồi, mượn chí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác chẳng mới khỏi đã đài. Cả tiên kêu những kẻ chí tài là người có chí đó, có tài đó, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Vậy thì mình nhất tâm thì mình sẽ được cái thành công mỹ mãn. Mình nhất tâm rồi thì chư thần giữ bổn mạng mình rồi, thầy mới gần gũi với mình. Còn mình tu là lưu lền hơi tu lơ là thì không khi nào chư thần độ, mà chư thần không độ thì thầy đâu có đến. Hay là giới lực mình không minh nghiêm, giới lực mình không giữ, thì mình niệm Phật hoài đâu có đạt đâu. Còn mình đã phát tu rồi thì mình nhất tâm nhìn theo cái khuôn khổ trong cái sấm giảng toàn bộ của Đức thầy, mà theo cái tôn chỉ hành đạo mình đã nhất tâm thì thế sẽ thành công. Rồi không lòng hờn giận, rồi chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não, mình không có chứa gì hết, là mình sẽ đạt thành ý nguyện liền. Yêu cầu mình tắt thở giờ nào là Phật rước mình giờ đó. Còn mình tu mà gìn giữ nè, bảo thủ nè, rồi còn bị nhiễm lục căn, nhiễm lục trần tùm lum hết trơn, thành đức thầy nói chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, mà cái mình nó gích chịch hoài mình không cho trơn thì sao thầy đâu được. Hay là Đức thầy nói là lấy chơn nhân, là lấy cái chơn lý, Đức Phật đi tìm cái chơn lý đó, lấy chơn nhân dẹp tánh phàm trần, không còn cái tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Mà mình tu mà còn á tánh phàm trần nhóc ké chứ sao gì được, phải không? Thành ra mình chấp nhận một kiếp này nghèo tả, nghèo tả to, nghèo mờ con mắt, nghèo thấp rồi bao, nghèo cỡ nào, nhưng mà mình giữ được cái giới lực, đó là cái hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình, không có gì bằng. Mà Đức thầy nó hết khổ lao rồi tới vui cười, chừng ấy mới khủy tình nguyện ước.
cái người ở thế gian mình đó. Nó phải muốn làm giàu không, mà cọc tay vô chưa giàu được, rồi làm sao mà làm giàu được, không khi nào, khó hiếm lắm. Mà con người biết tu hành rồi nghèo cỡ nào mà Đức Thầy ông nói thà nghèo thanh hơn giàu, mà chữ đó hơn giàu đó, lo dung chồng cõi phước về sau, hay là bằng cùng cũng gán cháo rau bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đó là mình sẽ về cái thế giới gọi là về vĩnh viễn trường tồn, thì quý báu biết nhiêu nữa bà con, thấy không? Hay là Đức Thầy nó ham chi trong cái bài cảm tác, Đức Thầy nó ham chi của tạm tiền chẳng như chim vào lưới xích xiềng chói thắng, thấy không? Tính xong món nợ lần khăn thoát dòng cương tỏa, pháp thân nhẹ nhàng tiêu diêu đạo đức luận bàn văn du võ trụ, thanh nhàn biết bao. Mình không còn mang cái xác trần nặng nề, xác trần như cái con cùm, mà lúc đó mình tu ngon lành là lúc đó Phật ban phép màu cho mình văn du võ trụ biết bao nhiêu cuộc đời sung sướng, phải không quý, phải với bà con. Còn mình không tu phải lăn lộn trong sáu là dòng lục đạo, lên lên xuống xuống, xuống xuống lên lên, tràn đầy nước mắt mà mình đâu có thấy. Bởi vì Đức Phật có nói nước mắt của chúng sanh như bốn cái biển của đại dương, chết chết rồi đào thai lợi chuyển kiếp báo đền không dứt được. Mà ngày nay mình đã tỉnh ngộ, vừa gặp cái giáo lý của Thầy là một con đường mình siêu thoát. Thành ra mình nhất tâm, dầu cỡ nào cũng nhất tâm thì mình sẽ thành công, không còn sanh tử luân hồi, chấm dứt nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Kiếm này có vợ con thương yêu, và đã đời chết kiếm sau cũng có vợ con thay đổi, cứ luân chuyển báo đền hoài. Mà phải báo đền kiếm người, còn súc sanh ngạ quỷ nữa. Thì bây giờ mình đã may mắn được cái kiếp con người rồi, đã may mắn gặp mà Đức Thầy nói kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Rồi ông nói gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, mà chồng bông kiển giống chi hưởng ấy. Xuống địa ngục cũng tại tâm làm quấy, mà dìa thiên đàng tâm ấy tạo ra. Bởi chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Đó vậy thì cái lời Đức Phật nói quá chèn, quý bà con ơi, tôi khuyên bà con nên cố gắng trao thân và hành đạo, và hành đạo thiền cấp xuống bia phải gán để không kịp. Mà Đức Thầy nói tu kiếp nếu không quá trễ. Mà tại sao là quá trễ, mà tại sao là kiếp? Bây giờ chữ kiếp này là cái chữ tu gấp, phải không? Cũng như Đức Thầy nói mình đã rập cái chân lý của Đức Thầy là như đường thẳng rồi, mà mình lo thôi lục thục. Mà Đức Thầy nói nếu chần chờ lục thục trễ chân, hay là lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua nẻo cọp xà, cọp với xà nó đang vồ mình mà mình không gắng leo qua bờ bến giác, mình lôi thôi, phải không? Lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua nẻo cọp xà, một bước leo bờ mà thoát khổ, phải không? Bây giờ chấp nhận một kiếp này tả tôi cỡ nào, lang thang lứ thứ cỡ nào, thì hết khổ lao rồi đến vui cười, chừng ấy mới phỉ tình nguyện ước. Thành ra mình phải cố gắng như lời Thầy dạy, chứ đừng có chần chờ. Nếu mà chần chờ tử thần không hẹn. Bây giờ ông nói tu kiếp đi xong khỏi trễ, hay là trễ là trễ sao? Bởi vì mình thở ra thở vô bình thường, mình nói cái gì của ta, cái gì của mình không, mà cái hơi thở mình, Đức Phật ông nói thân tứ đại có lấy chi đâu mà làm chắc. Khi nó ngưng ngang một cái năm ba năm trong cuộc đời của mình, chỉ cái ngưng thì mất cả chài lẫn chì, đâu còn cái gì nữa bà con, đâu còn cái gì nữa bà con. Mà con người mạnh đó mình á, mình thấy người ta không, mình đâu có thấy mình đâu. Mà tới chừng mình thấy mình nó có vấn đề rồi, quẹt nước mắt niệm Phật không được. Bị về tiền của danh lợi tình yêu thương nó mê, hằng ngày mình say đắm nó chói cái thần thức chúng ta không. Thành ra cái giờ đó phải xa địa ngục uổng thân một kiếp. Mà Đức Phật nó nói vợ con đeo đắm nơi đời, tạm kiếp số trong chìm trốn gốc gai. Bị gì mình cứ mê vợ, mê con, mê danh lợi tình, mà lứa mê nó chói mình, nó xô mình vào con đường bế tắc mà mình không hay. Mình nói tôi sang lắm, tôi sướng lắm, mà khi tử thần rõ cửa rồi, tay chân mình quéo hết trơn, ai là người thương tiếc mình? Vợ thương mình, con thương mình, khi cặp mắt mình nhắm lại, con vợ mình nó sơ, nó sợ liền, rồi con mình cũng sợ liền, bạn bè cũng xa lánh mình hết. Thành ra chỉ có mình niệm sáu chữ Di Đà thì chỉ có Phật độ mình. Mà Đức Thầy nói chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình.
còn vợ con đeo đắm nơi đời tạm kiếp số trong chìm chốn gốc gai. Mình sống trong cái gốc gai tràn đầy nước mắt, mà Đức Thầy nó thương sanh chúng vì không rõ hiểu. Bị vô minh mình đâu có hiểu đâu. Anh em bệnh vô minh kia vô là không thấy minh, là con người mình không sáng. Là cái tâm mình nó vọng tưởng điều tà, không nên quay lộn ta bà có khổ, phải không? Thì bị từ cái chỗ vô minh mà ra. Mà muốn diệt cái vô minh, Đức Thầy nó phải làm sao? Diệt mê si phải nương thiền giác, mà nhờ cái pháp, cái giáo lý của Thầy. Mình nương theo đó, mình giác ngộ để mà tu. Cũng như chúng sanh bị chìm đắm danh lợi, cũng như một cái bóng đêm, mà Đức Thầy nói là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện. Đức Thầy đốt ngọn đuốc lên sáng, mà cho bà con anh em ta để lần theo cái ánh sáng của Đức Phật, cái ánh sáng chân lý mà ra khỏi. Cũng như hai là ông nói là dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Chúng sanh đang ở trong một đám rừng ô minh, đâu có đường ra lối thoát. Mà Đức Thầy nói nay rừng bụi có người mở ngõ, thì hãy noi theo dấu thỏ đằng dê. Mà ngập mình khoái trong đám rừng thì mình không chịu ra. Phải tầm rệ cũ mà leo khỏi rừng mà mình hỏng cái gậy của Phật, mình không chịu ra. Bị mình say đắm theo vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, rồi gây nên nghiệp quả xuống xuống lên lên, lên lên xuống xuống. Thấy không? Bây giờ đây sắp tới tôi không cho mày lên xuống nữa. Dứt khoát một kiếp này phải về thế giới Tây Phương Cực Lạc mới là hết khổ. Kẻo kiếp phong trần dài gió dạng sương. Thấy không? Cái cảnh phong trần này dài gió dạng sương. Cũng như Đức Thầy chúng ta nói như thế này, Đức Thầy nói chí lý không có một câu nào mà không chí lý hết. Đức Thầy nói ôi cả sang hèn mấy ai thông thả, người sang thì ăn sung mặc sướng, kẻ bưng người vợ ăn sung mặc sướng nhưng mà ngủ không yên giấc, sợ gian phi trộm cướp gìn mò, lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả. Thấy không? Đó, còn người nghèo á, nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơm nhà gách, buồn duyên số phận mình nhơ sạch, rầu gia đình chúng bạn khinh cười. Thấy không? Thành ra Đức Thầy chúng ta nói cái nghèo với cái giàu này không thông thả. Sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Và thằng thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh, chí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Rồi sẵn vị ngôi Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám giác hồn, thoát lưng chuyển khỏi đeo khổ tử. Thì cái điều này quá chèn sung sướng bà con ơi. Bởi tôi khuyên bà con nên cố gắng tu hành. Mà Đức Thầy nó khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Nếu chưa biết tu phải ráng bước vào cái chân lý, còn bước rồi phải gán tu cho tiến thêm. Để tôi nói cái chuyện nhân quả này, 100 cái nghe nói mà không bằng mình thấy cái thực tế. Cái thực tế rõ ràng, chứ không phải nói mà bịa đặt luôn. Thì cái ông này mình không có nói tên gì, nếu mà nói tên tao có tội. Mình nói để bà con nên tránh những cái nhân quả đáng tiếc xảy ra. Nhiều khi bà con làm rồi bà con đương thời bà con không thấy, rồi nói thì người ta không dám nói. Vì gì cái nồi cơm của người ta không dám nói. Mà mình nói làm sao mình giúp cho người ta công ăn chuyện làm mình mới nói được. Thấy không? Thì ông này hồi còn thời hồi chờ ngụy đó, thì coi như đó đâu có điện đâu, đốt đèn măng sông không à. Đèn mang ai xong không à, bắt đầu giết thú vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Thấy không? Đâu có thấy cái tội đâu. Mà con người không giết là giờ thấy cái tội đáng sợ. Còn người giết quan là nó đậm cái kẻ đẫm máu mà ngay đâu có sợ đâu. Nó đám tiệc cái mời lại cái bắt đầu đem con dao lại bắt nước rồi cái bắt đầu mình nên kẹp giò cái đâm họng luôn. Anh từ chỗ đó sớm trời người ta đâu dám tao mượn không đâu, mà mượn là cho ăn cho nhậu này kia nọ khoái. Thành ra cái nghiệp mê say không có thấy cái tội. Mà tới chừng già rồi, khi cái nghiệp đến mà Đức Phật nó tới ngày trả quả à mì bên tay bởi con người ta, còn ở thời đâu có thấy tội mà người ta thấy người ta không sợ. Là này đâm heo thuốc chó à mầm sao thấy đâu đâu có sao đâu. Bây giờ chờ mãn phước mới ra tay bẻ họng cái phước mãn rồi cái quả đến, tới ngày trả quả à mì bên tay đó. Khi cái phước ra mãn rồi cái quả nó tới rồi thì già rồi đau bắt đầu ông đau rồi đau khác hơn ta, không phải đau như ta mà ông đau ông ngồi ngồi cũng như con heo mà đâm họng vô rồi nó ọc cái nó ọc 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 gì cứ vậy không đó.
người ta nói ông này sao ngộ vậy, ông này không có ông nào đau như cái ông này, ông đau vô ông không à. Rồi ở sớm giờ người ta thấy hồi không phải rồi, Đức Phật ông nói phải nhớ rằng lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay nếu bền chí có ngày thật ta. Đó là cái nghiệp nó tới nó cái quả chứ cũng đầm heo đó. Rồi con heo nó cọc thành ra ông làm Iran gì phải vậy thôi sao bà con, rồi chết đi chứ rồi chuyển kiếp báo đền, thấy đáng sợ bà con ơi. Mà nhiều khi cái chỗ người ta cắt gà cắt cổ vịt mình thấy đáng thương mà mình nói đâu có được đâu bà con, vì gì cái nghiệp bông Phật ông nó giác thì thấy đó chứ mê thì thấy đâu. Cũng như thay vì một người ghiền ngủ quá ghiền mình ai dám lại nói người ta đó, đó con ma nghiệp nó làm chủ rồi, mà con người không ghiền mới thấy cái tội, con người ghiền không thấy cái tội. Mà bởi vì Đức Thầy nói là đừng chiều theo nó, vậy mà hư thân mình chiều theo cái nghiệp dữ mình nó quen, cái bản tánh dữ bên đó nó là gian sang thay đổi bản tánh khó rồi, cái bản tánh con người dữ hung hăng rồi mà khó có bỏ được. Mà nếu bỏ được phải nhờ có cái là tâm đại hùng đại lực đại từ bi cương quyết tu hành mới bỏ được, chứ còn xìu xìu ở nở là không bỏ được. Mà Đức Thầy nó phải lấy tâm thần là lấy cái chân thật làm chủ mới màu, còn cái tâm chân thật mình không có thì mình chiều theo nó dẫn mình vào con đường địa ngục, rồi cuối cùng ai thấy mình ta cũng sợ, mặt người ta dòm thấy mình ta bằng, nhưng mà cái lòng không bằng ta đập mình né chứ. Còn cái người tu giới lực minh nghiêm mà Đức Thầy nói đó, người tu như thể bá tòng đi đâu ai cũng mến cũng trông cũng nhìn, đến thì người ta mến mà đi thì người ta thương tiếc đó. Vậy là quý lắm bà con ơi, bởi bà con phải tin sâu nhân quả mới được. Mình nói với con cái mình trong gia đình bây giờ mình thấy cái nhân quả gì rồi mình tránh, chứ mình nói ra mình đâu có dám nói ai được. Vợ con thấy cái nhân quả đó con nên cố gắng tránh đừng làm những nghiệp sát đó. Mà nhưng cha mẹ sanh con, nhưng mà nói gì ông thánh ông nói sanh ngu vô sanh giác sanh tử bất sanh tâm, đứa có duyên nó nghe, còn đứa nghiệp nặng tình sâu nó đâu có hiểu đâu. Cũng như chúng sanh đó, người có duyên Phật pháp rồi thì Đức Thầy nói sáng nghe chiều sửa, còn người không có duyên kệ khuyên trần như nước đổ lau môn, hay là nghe rồi thì cũng phủi rồi, thấy không, hay là lời lành mắt lấp bê ngơ đua theo giặc chắc hẳn hờ đàn tiên, hố sâu tình dục lợi nghiền, cái hố là cái hầm chôn xác mình đó, mà nghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài, nhắm mắt cũng nắm hai tay đâu đem tiền của, đem rài hầu non chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi phẩm thẩm phám cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thế, chừng đó mới thấy chỉnh rê ăn năn chẳng kịp khó bề tính tan. Rộn là ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn không còn, mắt mẻo dạy khôn luân hồi, thấy đời khó nổi yên ngồi thương nghe lời thầy nhắc một hồi thấp cao, nữ nam muốn gõ âm hao gán trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Gán trao đức hạnh là gì? Đức là niệm Phật, là tu phải có cái hành, là trong cái quyển năm là Đức Thầy nói bà con nên nhớ kỹ. Còn cái ông này nè, trước ông cũng bằng heo rồi dữ lắm đi, ông mổ heo tới chừng sau con ông sao đứa nào đâu cũng mổ không, rồi ở ngoài ta nhìn ta thầm thì nó nói thôi ông chứ ông mổ heo quá sát, bây giờ con ông mổ ruột thừa mổ bụng tùm lum, nó nghe thất thời, rồi người ta bình luận cái đó là thải đó, đó là mình thấy đó.